Chỉ cần nhớ là gì? Có hai nhóm bất thường hệ xương mà mình phải nhớ là: một là cái nhóm bất thường nó gây chết, đấy thì mình phải biết và mình tư vấn cho bệnh nhân. Và nhóm thứ hai là có tiên lượng thay đổi, có thể là gây nên chết và có thể là không. Nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào nó có bất thường cái xương lồng ngực hay không. Tức là nếu mà có bất thường xương sườn ấy, là lồng ngực kẹt, thì thai nhi có tiên lượng sinh ra khả năng sống sót là cực thấp do suy yếu ấy. Đấy. Nó có khoảng đến 200 cái loại dị tật xương này cơ. Nhưng bên sau mà các bạn mà đến bây giờ cũng ít người mà nhớ được hết lắm, rất khó. Và tốt nhất là các bạn nhớ mấy cái trang web mà các bạn lên các bạn tìm ấy, là cái trang OMIM, tức là tất cả các loại bệnh lý bẩm sinh đấy, thì các bạn lên đấy OMIM là các bạn sẽ tìm được. Có cái keyword ra OMIM, cuối cùng là chữ S, OMIM. Đấy, các bạn lên cái trang web này. Hầu hết các bất thường về xương thường là ảnh hưởng trên các xương dài đến xương ngắn. Cần có chẩn đoán xác định tuổi thai sớm và chính xác để phát hiện cái thời điểm xuất hiện bệnh. Đấy, thì chẩn đoán dựa vào gì? Chúng ta phải dựa vào những cái đường cong này, chuẩn này, nhé, đường percentile 10% này, 50%, 100%. Để xem là cái số đo ấy, chiều dài xương đấy, nó có nằm ở trong cái đường cong hay không, để xem là cái xương có phát triển bình thường hay không. Thì dựa vào cái biểu đồ phát triển bình thường của các cái xương, thì về nguyên tắc là người ta khuyên là hiệp hội sản khoa thế giới người ta khuyên là gì, trong cái quá trình siêu âm hình thái thì tất cả những cái xương dài dài các bạn đều phải đo, nhưng mà chỉ ghi lại số đo của một bên thôi, cho phép nhé. Ví dụ như là có 4 cái xương dài là bao gồm 2 xương đùi, 2 xương cánh tay, thì các bạn phải đo đủ cả 4 cái xương đấy nhé. Rồi nhưng mà cái số liệu thì mình, khi mà mình ghi vào cái report ấy, cái bảng kết quả mình chỉ cần ghi số liệu của một bên, có thể là ghi số liệu của chiều dài xương đùi một bên, chiều dài xương cánh tay một bên. Cái cử động thai là vô cùng quan trọng khi mà các bạn siêu âm đánh giá cái vận động của hệ xương và cơ của thai nhi. Bắt đầu từ khoảng 8 tuần này, có thể chúng ta đã quan sát thấy cử động chi rồi, và cuối tuần thứ 10 là bắt đầu cái hình dạng chi bắt đầu có giống như một đứa trẻ bình thường. Và khoảng cuối tuần thứ 10 là chúng ta bắt đầu quan sát tương đối rõ cái hình dạng chi. Và khi mà siêu âm quan sát các chi thì các bạn để ý là cái đầu xương trụ bao giờ ở đầu gần này, xương trụ bao giờ nó cũng dài hơn xương quanh. Còn hai cái xương chày và xương mát thì chiều dài gần như bằng nhau xương cẳng chân đấy. Nếu mà chúng ta đo cái chiều dài xương đùi nó nhỏ hơn cái vách phân vị thứ ba này, nhỏ hơn 2SD hay là cái đường cong 10% đấy, ở quý 2 thì cái thai sẽ có nguy cơ bị lùn. Mà đã thấy như thế thì chúng ta đồng thời khi mà thấy xương đùi ngắn lập tức các bạn phải đo xương cánh tay xem nó có ngắn không. Nếu như mà ngắn cả xương cánh tay thì các bạn khuyên thai phụ nên làm cái xét nghiệm nước ối, làm những xét nghiệm đồ xem nó có liên quan gì đến vấn đề di chuyển hay không. Đồng thời siêu âm kỹ những cái cơ quan bộ phận khác. Có những bất thường xương chỉ xảy ra ở 3 tháng cuối thai kỳ, mặc dù là khi chúng ta đo 3 tháng giữa là bình thường. Đấy là những cái bất thường gì? Hay gặp nhất trong thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Đấy. 3 tháng cuối thai kỳ là vì là em bé cái thai bị thiếu oxy, nó sẽ giảm tưới máu và tủy xương và đưa máu và chất dinh dưỡng oxy lên não. Dẫn đến là gì? Là các cái xương chi không phát triển hoặc phát triển chậm. Các cái bước khảo sát khi chúng ta đánh giá một cái cấu trúc hệ thống xương của thai nhi là bao giờ chúng ta quan sát cái cấu trúc của xương của họng sọ xem nó có đều hay không,
rồi là cái vôi hóa xương hộp sọ như thế nào, thì khi chúng ta làm siêu âm chúng ta ấn nhẹ cái đầu dò này, xem cái xương hộp sọ nó có bẹp xuống không. Nếu mà bẹp xuống là nó là bệnh lý đấy nhé. Nếu mà thay đổi cái xương sọ mà nó thay đổi theo cái ấn đầu dò của chúng ta là nó phải cẩn thận, là nó có bệnh lý đấy, nên nó vôi hóa kém. Quan sát xương cột sống, cái kích thước của lồng ngực xem là có lồng ngực có hẹp hay không, xương sườn nó như thế nào. Quan sát các xương dài và đo các cái xương dài. Tất cả các xương dài thì tôi khuyên là nên các bạn nếu nên là phải đo hết và theo dõi cử động thai. Về mặt hình dạng này, quan sát này, chúng ta xem là cái vỏ xương sọ nó có đều hay không, đầu xương sọ này xem là nó có cái hình này tròn đặc trưng hay không. Đấy. Xem có thoát vị chỗ nào không, rồi vôi hóa các cái bản xương, rồi các cái khớp chán đỉnh đỉnh trần. Đấy. Xem là nó có nhìn thấy cái khe khớp ấy hay không. Đấy. Kích thước chu vi vòng đầu này, so với tuổi thai nó có tương xứng hay không. Rồi mật độ vôi hóa, cái vôi hóa này, thì các cái bản xương quan trọng nhất là xương sọ và xương cột sống chúng ta đánh giá. Cái vôi hóa quan trọng nhất là ở hai cái xương này, xương vòng sọ và xương cột sống. Đấy, đây là cái hình ảnh kích thước hình dạng cái xương sọ bất thường. Đấy, chúng ta thấy này, các cái khớp nó chồng vào nhau. Đấy, không? Chữ apert là gặp những cái này này, này. Chữ apert dính hết các cái khớp chán đỉnh, khớp corona nó dính rất sớm. Đầu cũng như hình con nhét này. Đấy, và gì? Khi chúng ta làm siêu âm chúng ta ấn cái đầu dò trên đỉnh bụng mà chúng ta thấy cái xương sọ nó cũng di chuyển theo, tức là gì, cái vôi hóa này có vấn đề, đúng không? Đấy, còn đây cái hình ảnh này gần như chúng ta không quan sát được cái vôi hóa của vòm xương sọ, nó trông như là tổ chức phần mềm, không thấy cái viền tăng âm. Điều mà phân loại thì chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là gì? Loại sản xương có tiên lượng xấu, tức là gây chết. Đấy, dẫn đến tử vong cho thai nhi hoặc là trẻ sơ sinh. Bao gồm những cái loại sau mà chúng ta cần phải nhớ. Loại sản xương dạng thanatophoric dysplasia. Bất sản xuất achondrogenesis là cái nhóm thứ hai. Và gì? Bệnh tạo xương bất toàn. Đấy. Osteo Genesis imperfecta. Cái loại sản xương có tiên lượng thay đổi, tức là có thể sống được hoặc là có thể cũng gây chết, gồm có những cái bệnh lý này là bệnh lý hay gặp nhất này. Loạn sản xuất dạng dị hợp tử, loại bệnh lý đầu tiên. Loại bệnh lý thứ hai là loạn sản gây ngạt. Đấy, là cái loạn sản này thường chỉ gây đoạn sản ở những cái xương sườn lồng ngực hẹp, cái bệnh lý này sẽ đa số nó sẽ gây hẹp lồng ngực và thiểu sản phổ. Bệnh lý thứ ba là loạn sản đĩa sụn, đấy, gây nên biến dạng chi. Các cái loại loạn sản sụn mà có tiên lượng xấu thì thường có liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể. Cái nhóm đầu tiên, cái bệnh lý đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn là bệnh lý thanatophoric dysplasia. Đây là bệnh lý loạn sản xương gây chết. Dấu hiệu trên siêu âm thì xương sọ, chúng ta thấy là cái xương sọ bị biến dạng, nó giống như hình con nhét. Đấy. Giống như hình con nhét. Nhưng mà những cái khớp thì nó liềm lại hết. Ngực nhỏ và các cái xương sườn là rất là ngắn. Các chi, đặc biệt là những phần dài các chi này, những cái xương dài này là nó rất ngắn và dày bản ngắn này, bản xương dày và cong, mà nó giống như cái hình mà cái tay cầm telephone ngày xưa, cái telephone ngày xưa ấy, điện thoại ống để bàn đấy, gọi là dấu hiệu telephone receipt. Dấu hiệu đặc trưng thì các bạn quan sát thấy ở cái xương dài, xương đùi, xương cánh tay. Và nhớ là nó ngắn nhưng mà lại cái bản xương nó rất dày thì phải nghĩ đến cái bệnh lý này. Ngực
cái lồng ngực nó rất là hẹp. Đây đây hình ảnh trên siêu âm mà chúng ta thấy là xương sườn rất là ngắn, nên lồng ngực bé tí thì cảm giác cái tim nó to, nó chiếm tỷ lệ rất lớn. Và cái hình biến dạng ở vùng đầu thì chúng ta thấy là cái khớp này liền rất sớm. Đấy, và cái trán càng ngày càng rô thôi. Đây, cái xương dài, cái xương đùi ngắn cong, đây dấu hiệu đây là đấy ship cong gập. Cái nhóm cái loại thứ hai nhé là bất sản sụn. Bất sản sụn thì thường có biểu hiện sớm trên siêu âm, tức là giai đoạn sớm các bạn thấy là gì, bao giờ cũng kèm theo tăng cái độ mờ da gáy hay là khoảng sáng sau gáy rất sớm và rất tăng rất nhiều. Cái vòm xương sọ thì vôi hóa kém. Đấy, chúng ta quan sát cái vôi hóa của vòm xương sọ chúng ta sẽ thấy là cái vôi hóa rất là kém, cột sống cũng vậy, các chi thì ngắn nhưng mà lại nó không cong như là cái thằng thanatophoric. Đấy, chúng ta thấy giai đoạn sớm chúng ta thấy là cái da cái rất là dày, vôi hóa của vòm xương sọ chúng ta nhìn lên chỉ có một tí ở vùng trán, cái vòm này không thấy có vôi giảm, giảm vôi đầy cuộc sống thế, giảm vôi hóa của các cái đốt sống. Đấy, các chi ngắn nhưng mà nó không cong như là cái thằng thanatophoric, không dày như là thanatophoric. Thanatophoric thì cái chi này vừa ngắn thì vừa cong, vàng xương thì dày. Đây các chi ngắn, đặc biệt là gốc chi, gốc chi. Cái nhóm thứ ba là loạn sản sụn xương mà gây chết là nhóm bệnh gọi là bệnh tạng xương bất toàn. Đấy. Thì cái dấu hiệu trên siêu âm thì vô cùng là dễ, tức là có vỏ giảm vôi hóa đầu tiên các bạn siêu âm, các bạn thấy cái xương vỏ sọ là gần như là không có có vôi hóa. Đấy. Nhưng mà vẫn thấy một cái lớp cấu trúc của vỏ não nó che phủ tổ chức não, không phải là toát như não. Các cái xương sườn ngắn, lồng ngực hẹp, và thì đặc biệt trong cái bệnh lý này chúng ta sẽ thấy là hiện tượng có gập góc và gãy xương ở nhiều vị trí. Đấy, đây hình ảnh trên xương chúng ta thấy hình ảnh gãy xương gập góc. Đấy. Và cái vôi hóa cuộc sống là rất là kém đây. Lồng ngực thì hẹp, nếu cái bệnh lý này cũng gây chết, tức là về sau là em bé nó sẽ nó không chết vì là cái gãy xương, mà là chủ yếu là gì, là khi mà đẻ ra là sẽ bị sang chấn cái đường, sang chấn cái tổ chức não, xuất huyết não do nó không có cái xương vòm sọ che phủ và gãy xương. À, và thiểu sản phổ. Cái nhóm mà loạn sản sụn xương mà có tiên lượng thay đổi, tức là nó phụ thuộc vào gì, vào cái có thiểu sản của cái xương có lồng ngực hẹp hay không, tức là những cái đứa trẻ này vẫn có thể sống được nhé, bình thường. Đấy. Đây cái nhóm gọi là nhóm người lùn achondroplasia. Cái nhóm này thì tuổi thọ chúng ta vẫn gặp, những thỉnh thoảng những cái anh lùn hay đi diễn xiếc ấy, mà trí tuệ ấy, với cả trí khôn thì bình thường, chỉ có lùn thôi. Và đặc trưng khoảng 80% trong cái nhóm này là đột biến ngẫu nhiên, và 20% có di truyền dội, tức là cả họ lùn, khoảng 20%. Cái dấu hiệu trên siêu âm thì là có mất cân xứng giữa đường kính lưỡng đỉnh và chiều dài xương đùi, tức là các bạn khi mà là các bạn làm siêu âm thì các bạn thấy là ở trên cái bảng report đo nó có ghi một cái bảng tỷ lệ giữa lưỡng đỉnh và xương đùi, thì các bạn phải nhìn là xem cái tỷ lệ nó có nằm trong cái đường quét sông tay chuẩn hay không. Và càng cuối thai kỳ thì càng rõ, tức là khi mà thai càng lớn lên thì là cái gì, cái sự phát triển của những cái xương dài càng chậm, các cái đoạn xương gần thì ngắn vừa phải. Nếu mà có gập góc
ở giữa vùng ngực bụng thì có thể dẫn đến là gù. Đấy. Đây này. Người ta phân loại. Đây là cái xương, những cái xương dài. Đấy, đây là đoạn gần, gọi là ngắn đoạn gần, là ngắn cái xương, những cái xương này. Xương cánh tay, xương đùi. Đấy, nếu mà ngắn ngắn đoạn gần là ngắn cái xương. Ngắn đoạn xa là cái xương cẳng tay, xương hoặc là xương cẳng chân. Đấy, là đoạn xa. Xương cẳng tay, xương cẳng chân. Đấy mà các bạn lưu ý này nhé, khi mà có cái biểu đồ như này thì tất cả những cái nào mà liên quan đến ngắn cái đoạn gần này thì là đa số là liên quan đến bất thường xuất thể, hiểu không? Đấy, nếu mà ngắn cái đoạn gần này thì các bạn phải cẩn thận lưu ý. Thế mình mới quan sát là nó ngắn như thế và xem là thì một là vôi hóa nó như thế nào, cái chiều dày xương nó có bình thường hay không và nó có biến dạng hay không. Đấy, từ đấy mình mới có cái gợi ý về chẩn đoán nhé. Còn ngắn cái đoạn xa thì thông thường lại kèm theo độc gấp những cái gốc chi, cái ngọn chi. Nếu mà ngắn đoạn xa thì mà có vấn đề thì thường là kèm theo bàn tay hoặc bàn chân, đa số là nó có vẹo. Chứ ngắn cái đoạn gần thì ít khi có cái bất thường của ngọn chi. Đây, cái bệnh lý là loạn sẩn xương gây ngạt thì tại sao lại như vậy, là gì? Là vì nó làm cho cái lồng ngực rất là bé. Thì ở trên xương thì chúng ta có thể thấy là các chi nó ngắn vừa phải, không ngắn nhiều, cái đoạn đa số là ngắn đoạn gần này thôi, còn cái đoạn xa thì không, vẫn thấy quan sát thấy bình thường. Nhưng mà đặc biệt là cái lồng ngực nhỏ, tại chẩn đoán lồng ngực nhỏ rất dễ là khi mà các bạn thấy tim nó to, cứ cảm giác là tim to thì phải đặt vấn đề là nếu như mà mình quan sát bốn cấu trúc của bốn cái buồng tim nó vẫn bình thường. Đấy, không có dịch màng tim mà lại vẫn thấy tim nó cảm giác nó to hơn so với lồng ngực thì phải nghĩ đến cái bệnh lý này, lồng ngực hẹp. Lồng ngực hẹp là do đa số là do xương sườn này. Cái bệnh lý này có thể kèm theo loạn sản thận, có thể có. Tiên lượng của bệnh lý này phụ thuộc vào cái mức độ suy hô hấp sau sinh. Nếu mà sau sinh suy hô hấp không đến mức phải thở máy liên tục thì cái thai nó vẫn còn có thể sống được. Nhưng mà nếu mà suy hô hấp ngừng thở máy là thai không thở được thì tức là tiên lượng không sống được. Vì chúng ta không có cách nào mà chúng ta nối thêm để cho cái lồng ngực nó to ra được. Chúng ta thấy là cái chi thì nó cũng ngắn vừa phải, ngắn nhưng mà nó không đến mức là như chi cánh cụt như là những cái bệnh lý kia. Và đấy là đầu so với cái cơ thể này to hơn rất nhiều, chủ yếu là cái lồng cũng bị hẹp nhé. Cái bệnh lý thứ hai là loạn sản phụ gây biến dạng. Loạn sản xuất xương gây biến dạng thì ở thể nhẹ thì có thể cái chi ngắn, có thể ngắn hoặc có thể bình thường. Cột sống thì là thường kèm theo cái cột sống cong vẹo. Ở thể nặng thì các chi ngắn trầm trọng kèm theo vẹo cột sống nhiều và có thể có thoát vị cột sống, hở hàm ếch, quẹo chân tức là mình có tổn thương thần kinh tủy sống do cái vẹo cột sống. Tiên lượng của loại bệnh này phụ thuộc vào cái bệnh vẹo cột sống có gây ảnh hưởng đến chức năng của hô hấp hay không, sau sinh hay không. Đấy, chúng ta cân nhắc đây, cái bệnh lý này là người ta gọi là nửa cột sống một bên, heavy vertebra. Tức là các bạn quan sát bao giờ nếu mà một cái cột sống bình thường
là phải bao quan sát được ba cái điểm thoái hóa. Đó. Nếu trong cái bệnh lý hemi vertebra hay gặp nhất ở thai nhi, bệnh lý về cuộc sống mà gây vù vẹo là bệnh lý gọi là hemi vertebra, tức là nửa đốt sống một bên chỉ có đến cái đoạn này, nó không thấy có một bên điểm cốt hóa. Đấy, như là toàn bộ những cái đốt này, thông thường những cái đốt này nó sẽ chởm lên nhau và nó gây vẹo cuộc sống. Đấy, trên siêu âm là gì, là các bạn cứ thấy thai nhi nó cứ bị vẹo thì các bạn phải cắt qua cuộc sống và quan sát. Nếu mà bình thường quan sát đủ ba cái điểm cốt hóa, tức là ba cái điểm tác âm ở trên một cái đốt sống. Nếu mà thấy không có thì tức là phải nghĩ đến cái bệnh lý vù vẹo đấy là do bệnh lý nửa đốt sống của mình. Đây là cái hình chụp X quang khi thai còn ở trong vùng tử cung, chụp rất rõ, nó mất vôi hóa của cả cái đoạn từ thắt lưng đến gần cùng cung. Thì những cái đứa này kèm theo chân sẽ bị vẹo do thì nó bị tổn thương thần kinh vận động chi dưới. Thấy phần chi nó lại khó đúng không, rất khó. Mà đây là tôi nói là những cái gọi là đơn giản nhất rồi đấy, vì về bất thường xương thì vô cùng khó. Riêng cái từ, cái ngôn từ đặt đã đau ở mồm này. Đã biến dạng về ngọn chi. Đấy, là những cái này mình cũng hay gặp này, trên siêu âm này. Tay, chân quèo thì thường cổ tay bao giờ, nếu mà tay quèo thì cổ tay nó gập góc 90 độ so với cái cẳng tay. Đấy, chân cũng vậy, chân bị gập góc. Đấy, thì bình thường trên siêu âm ấy, thì cái cẳng chân và bàn chân như các bạn biết rồi đúng không, là không bao giờ được phép quan sát trên một mặt phẳng. Tức là khi chúng ta nhìn thấy lòng bàn chân thì chúng ta không được phép nhìn thấy cái cẳng chân ở đấy. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cẳng chân tức là cái bàn chân bị vẹo. Tức là khi các bạn làm siêu âm giai đoạn sớm ấy, thì bao giờ các bạn cũng phải cố gắng, thứ nhất là các bạn phải đếm đủ 10 đầu ngón tay, vì là trong 12 tuần đầu thì bao giờ cái bàn tay nó cũng mở, là vì là làm sao các cái cơ nhóm cơ gấp này nó chưa phát triển. Đấy, đến giai đoạn sau bắt đầu sang đến quý 2 các bạn đếm bàn tay nó khó hơn nhiều rồi, là vì các cái cơ gấp nó phát triển đến lúc nó nắm lại. Thì nếu mà các bạn mà không có thời gian thì các bạn sẽ rất là khó, đúng không? Đấy, hoặc là đông, hoặc là các bạn chỉ cần không để ý một tí là các bạn sẽ không biết được là cái bàn tay nó có dính ngón hay không đâu. Đấy, khi mà các cái cơ gấp thì nó đã phát triển rồi. Thế thì khi mà đặc biệt là trong vòng 3 tháng đầu ấy, các bạn siêu âm quý 1 ấy, thì cố gắng là đến đủ người ta 10 cái ngón tay, ngón chân. Đấy, vì quan sát lúc đấy là dễ nhất, vì là cái kích thước thai nó còn nhỏ nhá, và buồng ối thì lại tương đối là rộng. Đấy, bàn tay có cứng thì chúng ta có thể thấy là các cái ngón tay nó thường là như thế này. Đấy, mà khi mà các bạn quan sát ấy, thông thường những cái em bé mà bị liệt vận động của chi trên nhé, bị liệt vận động thì không phải nó duỗi này đâu, mà nếu mà các bạn theo dõi mấy lần thì cứ thấy tay nó cứ cò như này là nó bị liệt vận động chi trên. Đấy, chi dưới thì mới duỗi, còn chi trên liệt là nó cò này. Thì các bạn để ý là nếu mà thấy cái thai nó co quắp như này là nó bị liệt vận động, chứ còn duỗi ra thì lại là bình thường. Rồi quan sát xem là có thừa ngón hay không, thì thường thừa ngón có thể là ở ngón cái thì bao giờ thường là kèm theo xương, ngón út thì ít kèm theo xương, ngón út thì đa số là thừa phần mềm, còn ngón cái thì thường kèm theo cấu trúc xương. Đấy, nếu mà thừa ở ngón cái này thì lại còn hay gặp ở trong các cái hội chứng di truyền, thừa ngón út thì ít gặp hơn. Đấy, cho nên là nếu mà quan sát thừa ngón cái thì các bạn phải đi tìm những cái bất thường khác, ví dụ như cái hội chứng mà tôi vừa nói là hội chứng Meckenkuber. Nếu mà thừa ngón cái ngay là các bạn lập tức phải có cái phản xạ là xem thận, rồi là xem cái bụng chẩm này có bị thoát vị hay không. Đấy. Đấy, đây là dấu hiệu bàn chân vẹo, bàn tay vẹo.
Bàn tay vẹo thì là dấu hiệu đặc trưng là vì bao giờ nó co đấy. Thì thường mà đã bị bàn tay như này là chắc chắn có tổn thương thần kinh cánh tay hoặc là tổn thương của thần kinh quay. Nếu mà có bàn tay vẹo thì cái tỷ lệ mà liên quan đến bất thường về nhiễm sắc thể nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cả cái bàn chân chi dưới. Nếu mà có vẹo chi dưới thông thường là một số trường hợp là người ta tìm thấy là có liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể 18. Nhưng mà nếu mà có liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể 18 thì đa số là kèm theo những dị tật khác, ví dụ như là dị tật tim, dị tật ở não nhé. Nếu mà chúng ta thấy mà chỉ có bàn chân vẹo đơn thuần thì đa số là những cái trường hợp đấy là nó không kèm theo bất thường nhiễm sắc thể đâu, thì tiên lượng tương đối tốt và cái này sau sinh người ta chỉ bình thường. Nhưng mà cái bàn tay vẹo này nếu nó đã vẹo tức là nó bị thông thường là có tổn thương thần kinh của chi trên, thần kinh quay hoặc là thần kinh cánh tay đấy, thì những cái trường hợp mà có tổn thương thần kinh chi trên thì sau này gần như là không có khả năng khắc phục. Cho nên tiên lượng mà chúng ta thấy chi trên nó bị tổn thì tiên lượng xấu vô cùng đấy. Thì chính vì thế cho nên là khi mà các bác siêu âm là các bác cố gắng theo dõi làm sao em xem em bé nó đạt thế nào. Để ý cái tay này vô cùng quan trọng, là nếu mà cứ thấy nó co như này là tức là cẩn thận nó bị liệt, thì lúc đấy các bạn phải lấy cái đầu dò siêu âm ấn vào bụng của thai phụ xong các bạn xem nó có cử động. Nếu mà mình ấn vào mấy lần chỉ thế này thôi nó cũng duỗi ra là có vấn đề đấy nhé. Đây cái hình ảnh bàn chân vẹo thì rõ ràng chúng ta quan sát trên cái hình ảnh siêu âm này thì chúng ta thấy là đây nhìn thấy cái lòng bàn chân và thấy còn cả hai cái xương cản chân ở đây, tức là bàn chân vẹo rồi. Rồi chúng ta xem này, cái dấu hiệu bàn tay mở đấy, bàn tay có mở hay không. Đối với quý 1 thì bắt buộc các bạn phải đến được cả hai bên, còn quý 2 thì ít nhất các bạn phải quan sát được một bên. Tức là nếu như mà thấy nó mà nắm cả hai bên thì các bạn phải chờ, bắt buộc phải chờ xem là nó có xòe ra hay không, ít nhất phải thấy được một bên thì mới đạt yêu cầu. Và làm sao là khi nó xòe ra thì các bác phải thấy là nó phải xòe thế này, chứ còn nếu thông thường là dính ngón ấy thì nó dính thế này đấy, nhưng mà cứ thấy nó chậm là như này thì là dính. Cũng có trường hợp dính chân vịt nhưng mà rất ít, ở tay thì thông thường nó hay bị dính. Mà dễ nhất thì là 12 tuần thấy cứ thấy nó như này là hay là nhỏ. Ba cái ngón này cùng một cái dây. Đây bạn chưa khỏe rồi. Thông thường là nó bị tổn thương cái mắt đã trong, con bé bị tổn thương mắt đã trong. Nhưng mà sau sinh thì người ta từ tạo hình có thuật tạo hình. Nếu mà một bị một bên thì tiên lượng tốt hơn là hai bên. Thì thông thường ấy là nếu chúng ta thấy bàn chân vẹo là chúng ta cũng phải để ý cái cử động của chi dưới xem là nó có tổn thương về cái thần kinh vận động hay không. Đấy, nếu mà chi dưới vẫn cử động bình thường mà chỉ có cái bàn chân này vẹo thôi thì tiên lượng tốt. Còn nếu mà cái chi dưới nó duỗi thì là phải cẩn thận, không khi là liệt vận động ấy. Liệt vận động là liên quan đến cái thần kinh tủy sống. Thì những cái đứa mà có liệt vận động chi dưới thì kèm theo cả rối loạn cơ tròn. Thông thường là tổn thương cái đoạn cuối của thần kinh tủy sống. Đấy, xương cánh tay là được. Và cái bàn tay nó bắt gập hẳn vào trong. Do làm sao? Do thông thường là có tổn thương thần kinh. Những trường hợp như này thường tổn thương của chi trên bao giờ cũng nặng nề và khó chỉnh hình hơn là chi dưới rất nhiều, cho nên người ta sợ nhất là cái tổn thương của chi trên. Thì tổn thương của chi trên mà khi chúng ta thấy bàn tay vẹo như thế này thì bao giờ cũng phải là xem chúng ta tìm nhau những dị tật kèm theo. Hai là khuyên chúng ta nên phải làm xét nghiệm xâm lấn, tức là xem nhiễm sắc thể đồ của cái thai nhi như thế nào nhé. Đặc biệt là phải xem nó có cái bất thường gì khác ở cột sống cổ này hay không, tổn thương hay là đá đối thần kinh cánh tay
trong lồng ngực. Rồi là có một cái bệnh lý nữa là gì, là cái hội chứng gọi là hội chứng giải sợi ối ấy, các bạn biết rồi đúng không? Thế đếm chi là phải để ý xem là nó có đủ hay không. Đấy, có trường hợp là chúng ta đo được một cái xương cánh tay này, chúng ta quên mất không để ý cái xương bên kia, đôi khi là cả cái cánh tay nó không có, nó mất hết cả một bên tay. Thế cho nên là luôn luôn cố gắng là nhìn ấy, đủ. Có thể là các bạn chỉ cần một bên, các bạn đếm được là một bên là tay xòe thôi, à các bạn tay mở thôi, nhưng mà cái chi bên kia các bạn cũng phải xem, có thể nó đắm cũng được, nhưng mà phải thấy là nó có đủ ba đoạn chi, hiểu không? Tức là có cái xương đoạn gần này, đoạn giữa và đoạn xa, đấy là phải đủ ba đoạn đấy. Chứ không, nếu mà chúng ta không đếm đủ ba đoạn thì có khi là chúng ta bỏ sót cái dị tật, cái bệnh lý giặt sợ ốm. Đấy, đếm xương ngón tay đây, người ta đếm ở cái thai bé, thai 12 tuần là dễ nhất, đấy thì đây là cái cách mà người ta đếm, nhưng mà để người ta không bỏ sót là gì, cứ để mũi tên mà, chứ còn đếm nhẩn vào miệng thì chả nhớ được đâu, cứ để mũi tên mà, dường hình nên chúng ta để mũi tên mà thì là dễ nhất. Đó, đây thì là cửa ngọn, cửa cái ngón út, thì thường ngón út này thông thường là ít khi kèm theo xương, đa số ngón cái này có xương này. Nhưng ngón út thì đa số là phần mềm, những cái thừa ngón út thì đẻ ra mà nếu mà không kèm theo các bệnh lý khác thì ta chỉ buộc cái chỉ vài hôm để nó rụng. Đấy, cái tật dính ngón đấy, chúng ta thấy là này, dính ngón đấy. Tật dính ngón có cái hở giữa, hai ngón dính liền vào nhau. Và thì khi nó co cùng với nhau mình không biết mình đấy, từ khi nào như thế này ba cái ngón này cùng một cái mắt chung là không thể được, thấy mình đấy rồi cái hình bên cạnh dính ngón